Lục Bình Mai. Có anh Tình, cô chú anh chị mua sỉ lẻ hay gì á, liên hệ trực tiếp với anh nha. Rồi chào anh Tình ơi. Rồi em cũng chào Kinh Bông Sen thôi ha, chào bà con ha. Thì tiếp tục hôm nay thì em cũng tiếp tục lên cái clip mới bà con. Thì cũng giao lưu với bà con mình Lục Bình Mai ha, với có hai cây đa phúc. Thì địa chỉ em ở thì ở xã Tân Thiện ha bà con, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại của em thì 0898147896 ha bà con. Thì đó cũng là số Zalo ha bà con. Thì bà con mình coi cái lục bình loại nào với mây ghép giảo đa phúc á, bà con ưng cây nào thì chốt ha. Thì đầu tiên thì em sẽ review bà con mình thấy cái hàng lục bình mà em kết ra mà em để em nuôi nè bà con. Em chưa có vô chậu ha. Thì cái này gà nguyên thủy của nó nè, em mới kết ra cũng khoảng 5-6 ngày nè bà con. Cái hàng lục bình này thì bà con mình thấy em nuôi rất là đơn giản luôn bà con thấy ha. Em để gì em cũng không ốm xe dừa luôn. Mà ngày mỗi ngày em tưới nước mỗi lần ha bà con. Chứ để trong mát. Đây bà con mình qua nè, bà con mình thấy em nuôi cái bình này nó khoảng 20 ngày bà con mình thấy nó búng tược nè. Cái cặp này tại vì em nuôi cho khách đó bà con, gà lễ gửi lại á. Thì như nó xì tự cái gì á, chừng nào em ship á, em sẽ lãi tự bỏ bà con để đi nó không mất sức ha. Còn bà con mình nuôi á, thì bà con mình cứ để cho nó lên một mạnh, một cây đọt mạnh gì đó. Lên thêm một cây nữa bà con mình hả, lãi bỏ ha. Đó bà con mình thấy nó bùng tược nè. Đó em nuôi rất là đơn giản luôn bà con. Em nuôi để trong bịch đen nè. Khi nó có nó thiếu nước, có cái nó thiếu nước bà con. Nhưng mà con mình thấy nó phát triển ha. Ngon lành ha. Như vậy bà con mình sang qua chậu, bà con mình đưa vô chậu rồi nó đâu còn chết đâu bà con. Nó ok ha, ngon lành ha bà con. Đúng rồi, cái này là đưa chậu là vững. Thì cái hàng này bà con mình mua em cũng bán nữa. Đây. Như em quay thực tế cho bà con mình xem nè. Gà mai cũng bầu nó có rễ sao bà con. Thì cây này hoành thân của nó loại 30 cây bà con. Thì hoành thân của nó thì cũng nhỏ tẩu phía xíu bà con. Cây này rất là to luôn nè, nhìn lực to. Đế của nó nè bà con, quấn rễ nè. Mỗi cây đều có quấn rễ tên nè bà con nè. Cũ ha. Quái gì luôn á. Mỗi cây đều có rễ đây bà con. Thì cái loại mà chưa vô chậu nè, thì bà con mua thì em sẽ giảm cho bà con mình là một bình 50 ngàn bà con. Rồi một bình 900 ngàn ha, 950 ngàn ha. Rồi loại cao 1m1 bà con. Đây, cái này nè em chưa vô chậu em đo hoành đế bà con mình xem ha. 950 bình. Đây em đo sát hoành đế nè bà con. Thì nó 83 bà con. 83. 83 và sát hoành đế ha. Tại nó hơn nè, cái này là 73 nè bà con. Cây này to á. Cái bụng của nó nè bà con. Cái bụng thì cũng là 125 nè bà con. 125 chuẩn ha. Cổ. Cái cổ nè. Thì bà con mình mua cái loại không chậu về bà con mình săn sóc cũng được ha. Thì nó cũng là 57 bà con. Chiều cao tới cái niền cố định bà con. À nó cũng là 90 bà con. À, tổng thể của nó thì cũng 1m1 bà con. À, em kết từ 30 cây ha. À, bà con thấy không? Cũng bự rồi bà con. Đó. Cái này thì em bán một bình là 950 bà con, chưa vô chậu ha. Rồi, chưa vô chậu. Em sẽ vô cái loại mà có chậu bà con. Đó. Em làm cũng nhiều lắm bà con, làm hoài đó, nhưng mà cũng không có kịp giao bà con. Làm khỏe gì em mới giao ha. Điều. Thì bà con mình cứ nhận cây lục bình bên em á, về bà con mình cứ để gì tưới nước thôi ha bà con. Thì chừng nào bà con mình thấy bung tược như cây đó mình tiến hành vô chậu bà con. Thì cái đó thì nhỏ hơn đó chút bà con, rồi mình tiến hành vô chậu là ngon ha. Cây đó thì nó hơi lớn chút ha bà con. Gà tược dài xíu là mình vô chậu được rồi. Thì nó cũng dễ chăm sóc bà con, hàng lục bình thì bà con mình thấy em nuôi cũng rất là đơn giản luôn. Em đâu có ấm xe dừa đâu. Chủ yếu là về bà con mình có Atonis mình xịt thường thường ha. Thì vô mã số 1 á. Gà em sẽ giao lưu với bà con mình một cây tí quý ghép giảo đa phúc ha. Cây này em ghép cũng tầm 3 tháng bà con. Cái tược này tược gừng ha bà con. Trên này nguyên thủy của nó. Trên này ghép giảo đa phúc ha. Ghép cũng tầm 3 tháng gì, cũng 5 tháng gì đó. Chột thì cũng nhỏ nhỏ bằng bự tí quý chút xíu à. Có cái bằng tay ha. Cây này thì em bán giá cũng thế bà con. Đây em đo cái hoành thân nè bà con. Hoành thân sát đây là nó được 27 ha. Cái nồi đế bà con thú lai lai nhẹ nhẹ. Em đo tổng cái nồi đi. Giờ nó được 75 bà con. Em đo sát cái dài đế nè bà con. Sát cái đế thì nó to hơn bà con. Thì nó tới 32 ha bà con.
32 da đế ha. Chân thoát thân của nó thì 43 bà con. Đó, chiều cao của nó thì 73 ha. Tán ngang như vậy nó được có nhỏ bà con, nó mới có 40. Nó cây này đế cũng được ha bà con. Đế đẹp đẹp, nhiều điều. Thú lai ha bà con. Đúng rồi. Có con rể nó hơi dư dư á. Thú lai. Cái này nếu mà bà con mình cẩu để này xuống hoặc là mình bà con mình cắt đây luôn ha. Dư rễ nhìn nó cũng đẹp là đầy đủ cho. Rồi cây này em giao lưu bà con á, giá là 1.800.000 ha. Em sẽ bao ship bà con mình luôn ha. Tại vì gốc này đẹp hả bà con? Gốc đẹp mà có ghép là đầy đủ có sẵn đây luôn. Em đổi cây bà con. Em lên tiếp cây tí quý nè bà con. Tí quý này thì gốc nó cũng thường bà con. Rồi tiếp theo em lên cây mã số 2 cũng là dảo đa phốt ghép gốc tí quý hả bà con. Em này phong dù ha, cũng cao cao. Ngủ ha. Đế cũng đế bàn ha bà con. Cây này hiện tại em vô chậu nó 45 bà con. Đế cũng bàn bàn cũng khá khá. Hoành thang của nó bà con. Hoành thang của nó 24 bà con. Thoát thang. Thoát thang chỉ cạnh thứ nhất ha bà con. Thì nó 39 ha. À, chiều cao của nó tổng á là nó 118 bà con. Tán ngang của nó thì 70 ha bà con. Cây này em ghép cũng tầm cũng khoảng 4 tháng bà con. Nụ bao là nụ. Đa phúc thì nó ghép vô nó mau âm nụ bà con. Chơi Tết cũng được mà về mình cắt bon được không? Mấy đầu bo bà giờ con mình về bấm đầu bo này ghép cũng nhiều ha. Rồi cây mã số 2 ha bà con. Cây gốc tí quý ghép dảo đa phúc ha. Thì cây này em giao lưu bà con á, giá của nó là 1.300.000 ha bà con. Rồi em sẽ bao ship bà con mình luôn ha. Rồi không có ship chậu bà con. Về bà con nội mà cái tí quý này bà con mua cái phôi không hết cũng 500 rồi bà. Đúng rồi. Cái 500 500 hơn cái 600. Mà chưa cái sống chết ha, tại em ghép sống rồi em cũng có cắt bo được ha bà con, mà tụi con chơi Tết được ha. Thành phẩm luôn. Cây hoành 24 rồi bà con chứ không phải nhỏ ha. Rồi phép đổi cây. Rồi, ra lục bình mai. Rồi tiếp theo em lên lục bình mai ha bà con. Này loại bao nhiêu cây anh? Này 50 cây ha bà con. 50 cây. 50 cây một bình nó, ha. Nó hơi dính dính lại chút xíu. Hả? Hơi dính cái tược lại được không? Bình được. Được. Đó, một bình 50 cây ha bà con, một cặp của nó 100 cây ha. Tại em để gần gần cho nhìn nó dễ. Dễ quen chút ha bà con. Điều là phải điều. Cây 50 cây thì cây nó sẽ nhỏ bà con, bằng điếu khuốc bà con, chứ không được to ha. Tại 50 cây mà cây to mình kết không được bà con. Cứng lắm. Chết cái cây nhỏ nhỏ thôi. Rồi em đo đo hoành đế bà con. Em đo này hảo hảo thôi, nãy hoành đế nó 73, tại vì em đo trên này nó có được có 70. Hồi nãy hoành đế 83 mà em đo này có 73 bà con. Em đo sát eo rồi, như bỏ. Bỏ hơi xa gần như eo. Cái bụng của nó bà con cũng là 125 ha. Từ 124 tới 125. Cổ. Cái cổ bà con, cái cổ là 57 ha bà con. Chiều cao tế niền cố định đó bà con. Rồi 93 ha. Tổng thể của nó 1m1 bà con. 1m1 có hơn tính bà con 1m1 ha. Về bà con mình có đo lại đo ha bà con. Báo chính xác quá, về bà con mình lỡ điều đo hộp chút xíu 1 2 phân cho bà con mình cự em ha. 50 cây ha bà con. Một bình 50 cây, một cặp và 100 cây ha. Rồi cặp số 3 bà con, là lục bình mai ha. Chắc tính cặp điều. Số 1 đi bà con ơi. Số 1 lục bình mai ha. Rồi cặp này em giao lưu bà con á, giá của nó là 2.600.000 ha bà con. Rồi sẽ đồng thời hỗ trợ bao ship bà con mình toàn quốc luôn ha. Thì bà con mình ở khu vực miền Tây mình á, thì có thể em ghép xe vô đó rồi em sẽ ship cho bà con mình đi trong vòng mấy tiếng hộ ha. Tại vì thường thường xe Honda em đi á, là nó được 4 bình đó bà con. Đó. Còn bà con mua số lượng lớn á, thì em giao xe tải luôn. Rồi tính cái giá rẻ hữu nghị cho bà con mình ha, bớt bớt chút đỉnh ha. Rồi em qua cặp luôn bà coi. Nằm cặp điều. Dạ, ở cặp luôn. Tiếp theo cặp số 2 của chú như vậy. Em qua cặp số 2 cũng là 50 cây bà con. Thì em thấy một thứ hai cặp đó bà con. Đại diện hai cặp cho chú mình xem. Để coi ông thợ này ông làm coi có được không em bà con. Làm rất là điều, khéo.
mình làm tại nhà, làm tại nhà mà. Cái này em làm gốc tại nhà hả bà con? Em làm quanh năm vậy đó, chứ cũng không mua đi bán lại bà con mình xem á. Thì mai coi lúc nào cũng giật rất nhiều luôn. Hãy cặp số 2 cũng là 50 cây ha. Có loại mà nhiều cây hơn nữa, có 90 cây hay nhiều có. 90 cây cũng có hả bà con? Rồi 60 cây cũng có, tùy theo bà con mình đặt ha. Loại nào em cũng làm được hết bà con. Em đo cái hoành đế nè, hoành đế như mình eo bà con. Tại em đo tuốt trên này tính có eo đi bà con. Cái eo của nó là 70 nè bà con. Tại mình đo nó nằm sâu dưới á. Cái bụng của nó 125 nè bà con. Rất là chuẩn ha bà con. Chiều cao tới cái niệm cố định ha, chưa đưa cổ. Rồi nó cũng là 92 nè bà con. 92, 93 ha. Em làm cũng con đi rồi bà con, nên nó trình là thống nhiêu chứ. Đây cũng là 57 rồi bà con. Khoảng 57. Chiều cao tổng thể hả bà con cũng 1m ha. Chiều cao tán xè 2 bình đó bà con. Rồi nó khoảng 1m2 bà con. 1m2, 3. 1m2. Thì nó bình nó tán xè món bình nó cũng khoảng 70 bà con. Đây. Làm cái điều hết. Cặp rất điều chứ bà. Bà con mình thêm ha. Rồi cặp số 2 ha bà con. Em cũng giao lưu bà con á, giá cũng nói là cũng 2,6 triệu bà con. Rồi bao ship bà con mình ha. Ship luôn cả chậu ha bà con. Còn bà con mình lấy không chậu á thì em sẽ giảm lại một bình 50.000 ha bà con. Về bà con mình vô chậu đẹp ha. Có nụ nhỏ nhỏ chơi Tết luôn cũng được. Rồi, xem một vòng nữa rồi em đưa qua cặp số 3 bà con. Dưỡng dưỡng rất là đẹp. Rồi. Rồi phép đỡ cặp. Mai này thì dòng mai dảo ha bà con. Bông của nó thì cũng 5, 7, 9 cánh hả bà con. Ủa, cũng dạng chơi bông được chứ mình. Sỉ thì từ hình như từ 10 chậu. 10 chậu nha bà con. 10 chậu thì đó. Em sẽ chị giảm lại cho bà con chút đỉnh ha. Giảm giá của chú anh chị. Đây cặp số 3 bà con. Rồi, cặp này loại 30 cây ha. 30 cây một bình. Một cặp của nó 60 cây hả bà con. 30 cây thì có một cái là được cái là cây nó sẽ to hơn. Rồi, cây nó thưa hơn chút bà con. Cái bệnh hơi thưa cái cây to cái dòng bụng đồ này kia dòng eo các kiểu á thì nó cũng cỡ nhau bà con cũng xem gì cây của nó nè bà con. Cây này thì nó to búp bê chút xíu bà con, ở dưới nó mới to hơn chút xíu, dưới gốc nó mượt hơn nữa. Nó cũng tại vì đỏ trên góc mập ha bà con thấy ha. Rồi em đo hoành đế bà con, cái hoành eo đi bà con ơi. Này nó tính cái eo rồi cái đế em chôn mà cái eo của nó cũng là 73 bà con. Cái bụng to nè, cái quan trọng là cái này nè bà con. Nó cũng là 125 nè bà con. Rất là chuẩn nè bà con. Cái bụng mà nó chênh lệch nó nhiều quá thì nhìn nó không đẹp bà con. Chứ vô cặp không đẹp ha. Cái cổ cũng là 57 ha bà con. Dạ, cổ 57. Chiều cao tới cái niền cố định ha bà con. Thì nó chỉ được 90 bà con. Tổng thể của nó ha. Cũng là 1m1 bà con. Rồi cặp số 3 ha bà con, lục bình mai loại 30 cây ha. Một bình ha, hai một cặp của nó là 60 cây bà con. Rồi cặp này em giao lưu với bà con á, giá của nó là 2 triệu một cặp ha bà con. Rồi bao ship bà con mình toàn quốc luôn ha. Tết nay bà con mình chơi bông cũng được ít bà con. Điều điều hết trơn, làm rất là điều chứ mà loại 30 cây. 30 cây một bình ha. Nó hơi thưa loại mà 50 cây. Thì trước khi ship bà con thì em cũng nói trước con ship khi ship em sẽ bỏ này một cây mai si cua ha. Rồi gà bao sống bao ship cho bà con mình luôn ha. Dạ. Thì bà con mình cứ cũng như em nói đó, bà con mình cứ nhận cây lục bình như em nè. Vậy em có quấn cái bịch xốp trên đây là giữ phân phân đây bà con. Giờ bà con mình cắt cái bịch xốp ra, bà con mình lấy ra, bà con mình ginh vô mát để chỗ nào bóng mát bà con. Bà con mình tưới nước ha. Thì khoảng một tuần là khoảng nửa tháng bà con mình muốn sang qua chậu mới á thì hãy sang ha. Còn hiện tại bà con mình đừng về đừng sang qua chậu lớn quá. Nó bị dư nước thôi bà con. Rồi tiếp theo cặp số 3. Này cũng là loại 30 cây. Rồi tiếp theo là cặp số 4 bà con. Số 4 hả? Qua lọc số 4. Lỗi xin lỗi. Số 4 lục bình mai ha. Bình mai là 30 cũng cây. Cũng là 30 cây bà con. Thì em có lên mỗi thứ 2 cặp ha. Để tượng trưng cho bà con mình xem ha. Để coi làm mức độ như sao bà con. Thì em làm quanh năm bà con mình điện giờ nào em cũng có nè. Loại nào em cũng có ha. Ít nhất là 30 cây bà con, 30 cây, 50 cây, 40 cây,
rồi 60 cây rồi 90 cây ha, tùy theo giá cả mỗi bình bà con. Cái bình này em mới kết vô khoảng nữa, chắc có khoảng tầm 10 ngày có hơn bà con, chứ cũng chưa có lâu ha. Nếu mà nó bung thân á, bung tược á thì khoảng 20 ngày nó mới bung bà con. Cái này em đo rồi bà con, mình thấy cái chặt đế của em, cái dây đế em làm nó bự ha bà con. Em đo cái eo ha, cái eo của nó là 70 bà con, eo 70 bụng, cái hoành bụng to của nó nè bà con, 124 bà con, cặp này là 124 ha, 124 cổ, cái cổ của nó ha bà con, cái cổ thì em rút lại cái cổ bình đó là 57 bà con, chiều cao cái tổng cái bình luôn, chiều cao cái niền ha bà con, cái niền à, nó cũng là 90 bà con, cao nhất. Tổng thể của em nói ha bà con thì cũng là 1m1 bà con, 1m1 có hơn, tính 1m1 ha bà con. Rồi cặp số 2 không phải cặp số 4 ha bà con, thì cặp này em cũng đồng giá bà con á, cũng 1 triệu một bình ha, một cặp thì nó là 2 triệu ha, cặp 2 triệu rồi, cũng là loại 30 cây ha bà con. Rồi để chẳng có đầy đủ hết chứ. Rồi. mua lẻ cũng bán luôn một cặp, cũng bán rồi. Mua xỉ nó hiện nhiều. Tại thì bà con mình thấy nó cũng có âm nụ hộp gạo được mà, nụ kim ha, kim nhé. À, về bà con mình dưỡng ha, thì Tết nay chắc kiếm được vài bông được bà con này. Đây nè, về bà con mình dưỡng cái này là nó sẽ có vô nụ ha. Rồi thì đây là đủ bông rồi. Rồi cặp này cũng là cuối cùng bà con ơi. Rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn bà con ha, cho nãy giờ cũng bỏ chút ít thời gian theo dõi clip em ha. Thì em cũng xin hẹn bà con và các bạn lại clip tiếp theo ha. Rồi chào anh Tình luôn. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn luôn nha. Cô chú anh chị mà mua sỉ lẻ thì có đầy đủ. Rồi xin chào.